Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, sau một mùa đông lạnh và kéo dài bất thường cho đến những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4 thì trời bắt đầu vào xuân. Nếu quý vị nào có dịp đến Washington DC vào lúc này thì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp tại hồ Tidal Basin với những cây hoa anh đào nở rực rỡ làm cho ngây ngất lòng người. Trong chương trình Một lần một chuyện hôm nay, Minh Thúy mời quý vị theo dõi câu chuyện Hoa anh đào tại Washington DC với anh Đinh Hồng Cường. Xin được chào anh Đinh Hồng Cường. Dạ, xin chào chị Minh Thúy và xin chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, từ năm 1885 thì bà Sidmore cư ngụ tại DC đã viếng thăm nước Nhật và thấy vẻ đẹp của hoa anh đào nên đã đưa ý kiến đem về Mỹ để trồng, nhưng không ai nghe. Đến năm 1906 thì bác sĩ Fairchild đã nhập cảng 70 cây hoa anh đào trồng tại Maryland, Ceviche. Và một năm sau đó thì thành quả tốt đẹp. Ông khuyến khích trồng dọc theo những con đường. Rồi đến năm 1909 thì bà Sidmore đã quyên tiền và mua cây hoa anh đào tặng cho thành phố. Đồng thời, bà viết thư cho đệ nhất phu nhân là bà Helen Tabb. Vị đệ nhất phu nhân này đã có thời gian sống tại Nhật nên đã trả lời cho bà Sidmore. Sau đó thì năm 1909 thì tòa đại sứ Nhật Bản đã tặng 2.000 cây hoa anh đào để trồng dọc theo bờ hồ Potomac. Nhưng mà anh Đinh Hồng Cường, tại sao thì sau đó người ta lại đốt hết những cây hoa anh đào này đi anh? Trời ơi, chị biết nhiều quá mà sao chị không biết tại sao người ta đốt à? Khi mà 2.000 cây hoa anh đào của nước Nhật mà tặng cho nước Mỹ đó thì bị những cái con sâu nó tàn phá ghê gớm, và nước Mỹ đâm ra sợ hãi nếu mà để những con sâu này nó lan tràn ra thì nó sẽ phá hoại những mùa màng cây cối khác, thành ra họ phải đốt hết đi, nhưng mà họ giữ lại ít thôi để họ nghiên cứu, nhưng mà cũng là quá trễ. Cái con bọ này nó đã lan tràn ra nước Mỹ rồi, và cái con này người Mỹ người ta gọi là Japanese bug, mà người Việt Nam mình gọi là con cánh cam. Nếu chị có dịp quan sát cái con cánh cam này, màu nó xanh thẫm mà chị nhìn nó mình nó tròn, mà nó giống như là cái xe Volkswagen mà hồi xưa của Đức mà chạy Việt Nam đó. Cái con này nó có cái sức tàn phá kinh khủng, nó ăn cây ăn lá, và cho tới bây giờ thì cái con Japanese bug này nó đã lan tràn khắp nước Mỹ, mặc dù hồi đó người ta đã tìm cách người ta phá hủy 2.000 cây đó đi. Nhưng mà sau đó thì tôi nghĩ rằng vào một thời gian sau thì nước Nhật lại biếu nước Mỹ 3.200 cây hoa anh đào nữa, và lần này thì họ trồng dọc bờ sông Potomac. Và bà đệ nhất phu nhân của Tổng thống Taft thời đó, bà đã trồng hai cái cây hoa anh đào ở cái đường mà bây giờ mình gọi là Southwest Independence đó. Bà sở dĩ bà trồng riêng hai cây đó để bà làm một cái buổi lễ nhỏ, bà tặng ông bà đại sứ Nhật hai bông bó hoa thật là đẹp để bày tỏ cái lời cảm ơn. Thế nhưng mà từ cái buổi lễ nhỏ đó, nó đã tạo thành ra một cái truyền thống để cho nước Mỹ, Washington DC tổ chức cái đại hội hoa anh đào vào mỗi cái tháng 4 đó chị Minh Thúy. Như vậy thì cái lễ hội hoa anh đào được tổ chức như thế nào anh? Thì thưa chị Minh Thúy, thưa quý vị là thế này, là hàng năm đó thì cái hoa anh đào nó nở ra đó, không có nhất định là ngày tháng ngày giờ nào, người ta chỉ biết trong cái khoảng cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Thành ra họ thường họ theo những cái tin tức khí tượng và họ tiên đoán là nó sẽ nở vào cái thời gian này. Thì thời gian đó chính quyền của Washington DC họ sẽ làm cái parade. Nhưng mà trên thực tế đó, hai cái điều kiện nó khó mà đúng với nhau. Cho dù cái buổi parade nó rất là to lớn và có bao nhiêu người tham dự hai bên đường, nghĩa là hàng triệu du khách, rồi thì là những đồng bào địa phương và những cái khán đài thật đẹp, và cái đoàn mà diễn hành nó toàn là những cái ban nhạc nổi tiếng, các trường trung học và nhiều những cái công ty lớn đó, họ tham gia như là Microsoft, Budweiser, rồi họ cho những cái hình ảnh của cái ngày parade rất là đẹp. Thế nhưng mà tiếc thay, lúc đó có khi hoa anh đào đã nở rồi, có khi hoa anh đào chưa nở. Rất ít khi mà cái parade đồ sộ huy hoàng như vậy mà lại xảy ra cùng lúc với lại hoa anh đào đó, thưa chị. Như anh vừa nói thì là hoa anh đào ở DC là từ Nhật Bổn. Yeah. Và Minh Thúy cũng biết là ở Nhật cũng có một cái vườn hoa anh đào rất là đẹp. Nhưng mà tại sao du khách
lại đa số tới ngắm hoa anh đào tại DC hơn là ở tới Nhật anh? DC là một cái thủ đô của nước Mỹ và nó rất là danh tiếng, và người ta đến đó để thứ nhất là người ta ngắm cái hoa anh đào ở trong cái cảnh đẹp của nước Mỹ, và nhân cơ hội người ta thăm nước Mỹ luôn. Và cái điểm khác biệt giữa DC và Nhật Bản đó là Tokyo rất là mắc mỏ và cái đời sống rất là cao, và mỗi lần mình du lịch tới đó cái số tiền mình xài có thể mắc ra hơn rất nhiều so với đến DC. Tôi nghĩ đó cũng là cái lý do chính mà tại sao du khách người ta chọn để đến Washington DC nhiều hơn là để bên đến bên Nhật Bản, cho dù Nhật Bản là cái nơi có những hoa anh đào trước, có hoa anh đào đẹp mà đã tặng cho nước Mỹ. Minh Thúy được biết là anh và gia đình đã từng đến Nhật, mà không biết là anh đã có từng đến cái lúc mà hoa anh đào nở hay không. Thì anh thấy là hoa anh đào ở bên Nhật và hoa anh đào ở DC có khác biệt nhau như? Khác chị, là bởi vì này, tôi hoa anh đào bên Nhật á, thường thường nở sau ở bên DC, tuần lễ hay là 2 tuần gì đó. Thành ra nếu mà những người nào thích coi có thể sau khi ở DC cũng có thể đến bên Nhật để coi. Hoa anh đào bên Nhật họ cũng trồng dọc theo hai bờ sông ở Tokyo. Nhưng mà cái người Nhật đó họ bảo tồn những cái cổ kính, thành những cái cây hoa nó rất là xưa, rất là cũ, và cái cây thì rất là lớn nhưng mà cái bông ấy, nó không nhiều mà nó không có đẹp mà nó không tươi bằng như ở bên Washington DC. Theo tôi nghĩ có lẽ vì ở đất DC là cái đất mới, là một hai nữa cái cây họ mới trồng sau này đó, thành những cái nhựa sống mà cái sức mạnh nó còn nhiều, do đó cái cây nó đẹp hơn. Và lý do tâm lý nữa là người ta đến thủ đô nước Mỹ, nghĩa là người ta thấy rằng nó lớn và nó hùng mạnh hơn là thủ đô Tokyo của nước Nhật. Đó cũng là một cái điều tâm lý, ngoài cái vấn đề tiền bạc tốn kém. Dạ, như anh vừa nói là cái cảnh hoa anh đào ở Nhật có thể không bằng ở DC, như vậy như là nó không đẹp là tại cái hoa nó không đẹp hay là tại vì cái cảnh chung quanh nó không đẹp anh? Dạ thưa chị, như thế này, nếu mà nói về cái hoa anh đào thì cũng phải thưa trình với quý vị như thế này. Cái hoa anh đào nó có một cái đặc biệt như thế này, là bên Nhật họ trồng nó hơi thưa thớt ra, thành thử ra đó trông nó không có đẹp bằng ở bên Mỹ. Mà cái hoa anh đào nó có một cái màu hồng lạ kỳ lắm, màu hồng phơn phớt. Ngày xưa đó ở bên mình như cái cây trúc thì nó rất đẹp, ngày mình nói là trúc sinh trúc đứng đầu đình, mà trúc sinh trúc đứng một mình cũng sinh. Nhưng mà cái anh hoa anh đào nó không có như cây trúc được, nếu nó đứng một mình trông nó lạt nhách mà nó không ra cái gì cả, nó phải đứng duyên một chùm dài như vậy thì quý vị sẽ thấy cái màu hoa đó, nó phơn phớt hồng và nó đẹp không thể nào, mà tôi không phải nhà văn tôi không có tả được. Nhưng mà đó là cái lý do mà người ta phải lên DC, về hoa nó san sát nhau. Mà cái đặc biệt thứ hai đó là cái hoa anh đào khi nó nở đó là nó phải nở đều hết thì nó mới đẹp, còn nếu nó không nở đều hết đó, thì những cái nụ nó làm cho cái hoa xấu đi, và khi nó đã nở rồi 1-2 ngày sau đó cái lá nó ra thì nó cũng làm cho cái hoa nó xấu đi. Thành ra cái thời gian mà đẹp nhất chỉ có 1-2 ngày là lúc cái hoa nó gọi là pick, nó nở đều ra. Mà có điều này đó, chị Minh Thúy và quý vị có để ý không? Ở bên Mỹ này đó, là cái hoa nó ra trước cái lá, nó nở cái hoa rồi nó ra mới ra cái lá. Còn ở bên mình nó ra cái lá, rồi nó mới ra cái hoa, rồi nó mới ra cái trái. Còn bên Mỹ không, nó ra cái hoa trước, rồi nó ra cái lá, rồi nó mới ra cái trái. Do đó đó, khi mà cái hoa nó nở đúng lúc mà cô bác được coi đó, thì nó mới đẹp. Sau đó nó ra cái lá rồi thì nó không có được đẹp nữa và nó sẽ trở nên rất là xấu. Nếu mà du khách tới DC để ngắm hoa anh đào, mà anh biết là tới cái mùa mà lễ hội hoa anh đào á, cái phương tiện di chuyển mà tới cái địa điểm mà coi hoa nó rất là khó khăn, thì nếu như anh thì nếu mà những quý du khách tới mà không có thể nào tới DC được thì có địa điểm nào khác ngoài DC để ngắm hoa anh đào hay không? Không, hồi nãy chị có nói đó, ông bác sĩ Fairchild đã nhập cảng hoa anh đào trồng ở Ceviche đó. Ngay bây giờ đó, mỗi lần hoa anh đào nở đó, phải nói là cái Ceviche đó đẹp hơn ở Washington DC, mà người ta không biết, hay là người ta biết nhưng người ta vẫn muốn đi đến DC. Rồi một cái vùng nữa là cái vùng Reston, bây giờ hoa anh đào trồng cũng rất là đẹp nhưng mà người ta cũng vẫn muốn lên DC. Thành ra cái lý do tôi nghĩ là, thứ nhất là những người du khách bình thường họ tới là họ phải đi vô trong cái lòng DC rồi. Thành ra hầu hết mà muốn đi coi hoa anh đào là họ phải đi bộ, bởi vì đường xá lúc bây giờ
nó gọi là Mỹ nó gọi là bumper to bumper, là không có đi được, phải đi hoặc là bằng xe điện ngầm hoặc xe bus hoặc đi bộ. Nhưng ở bên DC đó họ có cái nó gọi là tour, như có du thuyền để cho du khách, nó khởi hành từ Alexandria và quý khách có thể tới mua vé giá rẻ lắm, khoảng dưới 100 đồng một người, và họ đưa mình đi theo dọc sông Potomac. Thay vì mình coi hoa anh đào ở trên con đường thì mình có thể coi hoa anh đào ở dưới bờ sông, nó cũng đẹp lắm. Họ đi dọc theo cái bờ sông đó và xem hoa anh đào, họ đãi quý vị một bữa ăn trưa, và trên cái tàu du lịch đó nó có khiêu vũ, nó có âm nhạc và nó có đồ ăn. Do đó nếu mà du khách muốn xem mà đẹp thêm nữa, có thể mua cái tour ở tại Alexandria, đi trên cái tour đó trong một ngày, giá cả khoảng trên dưới 100 đô la thôi thưa chị. Xin được cảm ơn anh Đinh Hùng Cường. Dạ, thưa cảm ơn chị Minh Thúy và thưa cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi. Và chúng tôi hy vọng trong ít phút vừa ra chúng tôi có thể trình bày cho quý vị biết. Và nếu quý vị có định tới thăm Washington DC để ngắm hoa anh đào đó, thì quý vị cũng phải hiểu rằng nó có rất nhiều cái rủi ro, là có thể là quý vị đến mà hoa chưa nở, và có thể là quý vị đến mà hoa đã tàn, và có thể quý vị đến mà vì mưa bão quý vị cũng không có đi coi được bao nhiêu, vì khi mưa bão như vậy, gió mưa nó sẽ làm hoa nó tàn lụn rất là mau. Đó là cái lời mà chúng tôi có cái việc để chia sẻ. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, mong rằng quý vị sẽ đến DC vào mùa hoa anh đào nở để có thể thấy được tận mắt những cánh hoa đào thật đẹp với màu trắng, màu hồng, màu đỏ cộng với sắc xuân của thiên nhiên, thật là tuyệt vời. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy và anh Đinh Hùng Cường xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.